Về phần ngoại hình á thì phải cao hơn em, tại vì em cao tới 1m7 lận. Thì bạn trai chắc chắn phải cao hơn em, to con, bụng bự càng tốt. Trời, chị chút xíu. Thư gửi con dâu tương lai. Anh mang cái kẹo gừng này bên mình đó, giống như là anh nôn ma em theo bên mình vậy đó. Tại vì em cũng là một cô gái ngọt ngào và ấm áp, giống như kẹo gừng này. Em cảm thấy cái cách nói chuyện với anh và những cái gì mà nãy giờ anh nói với em á, thì em cảm thấy... Dạ, em tên là Phạm Ngọc Vinh, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em là QC kiểm hàng của ngành gỗ. Vinh quê đâu Vinh? Dạ, quê của em ở Thừa Thiên Huế ạ. Em ở Bình Dương với ai? Dạ, em ở cùng mẹ. À, ở với mẹ Bình Dương hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan ạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào tất cả mọi người và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiếu Hiền. Quê của em là ở Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn ạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 24 tuổi chị. 24 dạ. Tuổi. Còn trẻ quá. Dạ. Dạ. Rồi Vinh, có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Hiền nghe đi Vinh. Ưu điểm của em thì là em không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và không chơi bất kỳ những thứ nào có liên quan tới nghiện. Quá tốt. Sống có trách nhiệm và đặc biệt là luôn luôn biết và quan tâm tới bạn nữ. Khuyết điểm của em thì là bởi vì chưa có gia đình á, cho nên là em hơi bừa bộn một chút. Một phần nữa là em là một người bắt đầu công việc nó hơi chậm, nhưng mà có lẽ nó sẽ chắc. Dạ, chậm mà chắc. Mình hãy nghe ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ, ưu điểm của em á, là một người sống có trách nhiệm, có tự lập. Em tự lập từ nhỏ. Em nấu ăn ngon và em là kiểu cô gái là vừa hiện đại mà cái kiểu mà sống gia đình đó chị. Dạ. Cái khuyết điểm đầu tiên của em khi mà em đang ngủ á, em dễ cọc lắm, ai chọc em là em cọc à. Hoặc là em đang ngủ mà ai làm ồn á là em rất là khó chịu. Vậy rồi mai mốt lấy chồng sao? Chắc là... Chị nghĩ cái đó là sẽ khắc phục được. Dạ, dạ, dạ. Từ tình duyên mình sao rồi Vinh? Từ đó tới giờ thì em có 2 mối tình chính thức. Và những cái mối tình chỉ là... Râu ria đó không? Dạ. Thì mối tình đầu tiên của em thì năm 18 tuổi. Em có quen một cái bạn đó. Thì do gia đình bên nhà gái thì quá giàu và em thì lúc đó chưa có đủ điều kiện, cho nên là cũng có một sự ngăn cấm, cho nên là em cũng quyết định là em chia tay. Mấy năm? Dạ, hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em cũng có quen một bạn, cũng mới đây thôi, cũng được gần 1 năm. Và em cảm nhận là cái bạn đó nó không có phù hợp với những cái thứ mà mình đang hướng tới của tương lai, cho nên em quyết định là em chia tay. Em quyết định hết? Trong 2 mối tình em quyết định chia tay hết? Dạ đúng rồi, tại vì em không muốn bạn đó mất nhiều thời gian cho mình nếu mà mình không phù hợp. Đúng, chính xác như thế. Mình bao nhiêu mối tình cưng? Dạ thì tính cái mối tình chính thức đó là em có 3 mối tình rồi. Nhưng mà cái mối tình mà để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất đó là cái mối tình 3 tháng á chị. Thì cái bạn đó là bạn nhỏ hơn em 2 tuổi. Bạn sống có tình cảm, có trách nhiệm. Sao đúng gu mình mà mình chia tay? Dạ thì tới một lúc nào đó cảm thấy không bên nhau được nữa thì thôi mình chọn cách dừng lại. Em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Về phần ngoại hình á thì phải cao hơn em, tại vì em cao tới 1m7 lận. Thì bạn trai chắc chắn phải cao hơn em, to con, bụng bự càng tốt. Trời, chị chút xíu, căng quá. Ôi, loan dài nhanh lắm, không lo. Cái chuyện cao thấp thì mình để thế hệ sau nó cải thiện. Đúng rồi. Không sao cả. Phải là một người có trách nhiệm, có lý tưởng và có ý chí cầu tiến đó chị. Còn về cái phần kinh tế thì em không nhất thiết là bạn nam phải lo được cho em, nhưng mà em muốn cái kinh tế của bạn phải lo được cho em. Lại là có nghĩa là em không yêu cầu bạn đó phải lo cho em, nhưng mà bạn phải có khả năng lo được cho em. Rồi chị hiểu. Bạn gái này không phải là người thích dựa dẫm, nhưng mà cái người đàn ông đó cơ bản là phải lo được hết. Dĩ nhiên. Ai đàn ông mà. Đàn ông phải làm phải lo cho gia đình chứ. Không sao lo được không Vinh? Dạ em nghĩ là em được. Bên kia người ta thích bụng bự lắm. Hả? Trời, cái bụng này nó hơi bự chút xíu. Mở rào thì cho mượn cái bụng này cho người ta nhìn. Này được nè. Nãy giờ tiêu chí cô gái đưa ra, Vinh thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu %? Dạ thứ nhất thì là em có nói từ đầu là em là một người của gia đình. Thì tất nhiên là khi mà em đã xác định em đây rồi á, thì em sẽ chắc chắn là mình sẽ hướng tới gia đình của mình là trên hết. Thì em sẽ dùng hết tất cả những gì mình có thể. Và em muốn là những gì em làm ngày hôm nay em sẽ đủ khả năng để lo cho người vợ, người yêu của mình sau này. Với lại cái gia đình nhỏ của mình nữa. Quá được. Quá được luôn. Đó. Bản lĩnh lắm nha. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em gái. Dạ. Ủa sao mà thích bụng bự vậy ta? Tại vì em cảm thấy cái cảm giác mà ôm một người bạn trai bụng bự, cái cảm giác cưng cưng. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Đàn ông bụng bự thì sang mà. Đúng không? Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Đúng rồi. Với lại em thấy á, những người đàn ông bụng bự thường thường cái tướng của người ta nhìn phúc hậu á, nhìn hiền hiền á anh. Đây, nhìn coi. Bụng bự không? Dạ. Phúc hậu không? Dạ có luôn. Hiền không? Có luôn. Đó, thấy chưa? Không thích đàn ông điều gì? Em không thích những người đàn ông móng tay móng chân dơ. Em không thích đàn ông ở dơ. Rồi kiểm tra thôi. Mở này đàn ông hay quên lắm nha. Coi kiểm tra coi tay anh có dơ. Thường thường tay thì hay... sạch nhưng mà cái da tay là hơi nhiều, tại ít có làm móng. Bên đây bản lĩnh lắm. Dạ. Được. Tôi thấy được rồi đó. Em cũng thấy được. Được, vậy mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, chàng trai đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ của em ạ. À, có mẹ được rồi. Có mẹ luôn. Rồi, chào cô. Dạ con chào cô ạ. Xin chào chú Quyền Linh ạ, xin chào cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Tôi là mẹ của Phạm Ngọc Vinh. Thì nói chung là mẹ thấy cũng được. Mẹ cũng mong cho hai con á tìm hiểu nhau để được đến với nhau, sống với nhau trăm năm hạnh phúc. Điều đó là mẹ mong muốn nhất trên cuộc đời của mẹ. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Vừa mới giới thiệu mẹ của Vinh cái là cô gái đứng lên cúi đầu chào cô rồi. Tuyệt vời luôn á ha. Con thấy cô có cầm cái gì mà nãy giờ cô rất là muốn đưa lên cho chương trình. Cái đó là gì vậy cô? Cái đó là gì cô? Thư hả? Thư cô gửi chú Quyền Linh hả? Thư gì vậy? Rung quá vậy. Trách nhiệm nặng nề. Thư gửi không phải của Quyền Linh, nhờ Quyền Linh đọc giùm thôi. Thư gửi con dâu tương lai. Thư gửi con dâu tương lai. Bác này đã lớn tuổi, con trai của bác cũng đã lớn khôn suốt 29 năm. Bác chăm sóc cho Vinh. Đây là giờ cũng đã đến lúc Vinh phải dang rộng vòng tay để tìm kiếm một người vợ hiền dâu thảo cho tương lai thêm rực rỡ và hạnh phúc. Nhờ chương trình, bác sẽ mong tìm thấy con dâu của bác. Nếu cả hai rung động thì hãy cho nhau cơ hội nhé, con dâu tương lai. Dạ, cho em chia sẻ một chút xíu được không? Rồi. Lời đầu tiên thì con muốn chào cô ạ. Thì thật sự là con muốn chia sẻ với cô là khi mà anh Quyền Linh đọc cái bức thư này lên á, thì thật sự trong trái tim con rất là xúc động. Tại vì ngay bản thân con á cũng là một người sống rất là tình cảm. Và gia đình con á, mẹ con cũng là người gốc Huế. Cho nên là con hiểu được những người gốc Huế người ta sống tình cảm và người ta sống rất là chuẩn mực. Thì con không hứa là có thể cùng con trai của cô đi tới một cái đích gì đó, nhưng mà con hứa với cô là con sẽ làm hết khả năng con có thể ạ. Dạ, con chào cô. Hay quá. Em gái số 1 luôn đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thật ra là tôi rất là cảm động trước những cái bạn rất trẻ nhưng suy nghĩ rất là sâu sắc như thế này. Ngay cả Vinh cũng thế. Tôi tin rằng nếu như hai bạn có rung động một chút, có cơ hội thì các bạn hãy dành cho nhau tất cả những tình cảm đó. Và tôi tin rằng các bạn sẽ biết đối nhân xử thế, biết cách nhường nhịn lẫn nhau, vượt qua giông bão để cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Sắp khóc rồi quý vị. Hay lắm em gái. Mình đi với ai vậy? Dạ em đi với anh trai của em ạ. Có anh trai nữa hả? Dạ, hai anh trai và một chị gái ạ. Rồi xin mời em trai. Xin chào trường quay, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, con chào bác. Thì nãy giờ anh ngồi đây á, thì anh sẽ thấy bạn nam này, đối với anh nha, bản thân của anh nha, anh thấy ok ấy. Anh thấy tương đồng, các bạn có thể bươn trải được. Còn về nhà có thể anh nghĩ là nghe lời Út ấy. Rồi xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ hàng rào tình yêu sẽ mở ra. Tất cả sẵn sàng. Mở rào. Lên đó cho anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Thì cái này là cái kẹo gừng á anh. Anh mang cái kẹo gừng này bên mình đó, giống như là anh luôn mang em theo bên mình vậy đó. Tại vì em cũng là một cô gái ngọt ngào và ấm áp, giống như kẹo gừng này. Wow. Dạ. Anh rất là tôn trọng cái món quà này của em. Dạ, em cảm ơn anh trong lòng. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Cho anh hỏi một chút, có nghĩa là anh là một người làm việc đó. Nói chung là anh đã bươn chải rất là nhiều thời gian. Hầu như công việc của anh là nó chiếm rất là nhiều thời gian. Chắc chắn rồi, anh vẫn sẽ dành thời gian cho em nếu như anh có thể, nhưng mà nó sẽ không được nhiều như những người khác có thể dành cho em. Thì không biết là em có thể là vui vẻ và chấp nhận điều đó được hay không? Tại vì cái này em cũng chia sẻ một chút xíu là bản thân em cũng là một người rất là bận. Và em hiểu một điều là trong tình yêu á, thì đôi khi ai cũng có những cái công việc riêng của mình hết á. Nhưng mà quan trọng là sau một ngày dài, một ngày làm việc mệt mỏi á, thì tối về mình có thể dành thời gian cho nhau. Mình coi nhau như là sự ưu tiên không? Đó. Em chắc chắn sẽ là sự ưu tiên nếu như mà em bấm chọn anh. Dạ. Anh nghĩ như thế nào về cái chuyện mà phù hợp trong tình yêu? Trong tình yêu đối với anh á, anh là một người sống trọn về tình, tức là đã không chấp nhận yêu người đó thì thôi, còn nếu đã yêu thì anh sẽ yêu hết lòng của mình. Thì em cảm thấy cái cách nói chuyện với anh và những cái gì mà nãy giờ anh nói với em á, thì em cảm thấy đúng cô em á. Đúng cô em á. Tôi phát hiện cô gái cầm lên sân khấu một cái tập hồ sơ. Tôi không biết ở trong đây là cái gì. Thì em chia sẻ với mọi người là tại vì cái tính em cũng hơi khó chịu, hơi kỹ tính một chút xíu. Em luôn muốn tất cả mọi thứ đều rõ ràng á. Thì cái này là cái hợp đồng ký kết để mình tìm hiểu anh. Ok. Chị nghĩ là chàng trai bước qua cầm cái hợp đồng này và em nghiên cứu thử xem chúng ta có nên ký cái hợp đồng này hay không. Hợp đồng ký kết tìm hiểu. Bên A, Nguyễn Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998. Lời đầu tiên, bên A muốn nói không giấu gì anh, em cầm tin con cọp cái. Điều khoản 1, có đạo đức, có trách nhiệm. Điều khoản 2, bên B phải đảm bảo là một người kỹ tính và sạch sẽ. Ok, cái này em có thể làm được. Điều khoản 3 là có ý chí cầu tiến, sống có lý tưởng, có lập trường riêng. Điều khoản 4, về mặt tình cảm, đối với em không cần gì nhiều, nhưng phải làm em hài lòng. Dạ, đã hết rồi. Hết hả? Dạ. Hai bạn đối mặt với nhau nào? Nhát gì? Em gái là một người rất là bản lĩnh nha. Anh năm nay 29 tuổi, tính tuổi đẻ luôn, năm nay là 30. Thì anh xin phép anh hát bài là Tâm sự tuổi 30. Dạ. Thì gửi tặng cho em. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là cười khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hay. Bé Úc hát gì đâu. Như em được sống giây phút đầu tiên, có ân tựng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình, dần hết cho anh. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Rồi bây giờ Vinh nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện và ngược lại. Anh đã tốn rất là nhiều thời gian, 29 năm để gầy dựng tương lai của mình, để ở bên mẹ. Bây giờ là cũng đến lúc anh phải tự lập cho bản thân của mình. Anh muốn có một người vợ, nên anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh rất là ấm áp. Và cái điều mà em muốn ở một người đàn ông á, là có thể mang lại cho em cái sự bình yên, cái sự ấm áp á. Hồi nãy á, bác có gửi cho em bức thư á, thì thật sự em rất là xúc động. Và em cảm thấy là em cần có một cái trách nhiệm gì đó đối với những cái lời dặn dò từ bác. Hay quá. Về vị trí của mình đi các bạn. Cho em hỏi thêm một cái vấn đề này nữa được không ạ? Hỏi đi em. Ví dụ khi lập gia đình á, thì mình sẽ ở riêng hay là ở chung? Khi mà có vợ á, thì chắc chắn một điểm là anh sẽ ở chung với mẹ, chỉ có mẹ thôi. Dạ. Và mẹ anh là một người rất là dễ thương, có nhà riêng, có mẹ và có vợ nữa thì không có gì bằng nữa rồi. Dạ. Anh hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Để tay vào nút bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Đá bóng. Cô gái bấm hơi chậm, làm cho tôi hơi hồi hộp. Đúng rồi. Em cảm thấy là khi mà em bấm cái nút đó là bản thân em phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Con mời bác lên đây được không ạ? Đẹp quá. Một cái cảm xúc rất là thật trong lúc này. Bác có chia sẻ điều gì không ạ? Bác thấy hạnh phúc không ạ? Thì hôm nay á, là bác gặp được một con dâu tương lai như thế này thì rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Mà bác là sống từ quê hương ở Thừa Thiên Huế vô đây cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cuộc đời của bác là luôn luôn là hướng về con. Nói chung là vậy. Con dâu là cũng con, mà con gái cũng là con có phân biệt là dâu hay là con gái. Mà hầu như là bác là lại thương con dâu nhiều hơn. Là vì con dâu á, đã sống với mình là đến cuối cuộc đời. Còn con gái thì nó sống với mình chỉ có một thời gian ngắn, nó phải đi theo chồng mà thôi. Đó, tôi xin hết. Cảm ơn cô. Hợp đồng đã được in, chia thành 3 bản. 2 bản mỗi người một bản. Chương trình giữ một bản. Ký đi rồi chúng tôi photo. Có đóng giấy dấu giáp lai nữa. Đọc kỹ rồi chưa? Ghi rõ họ tên. Chúc tôi lấy mọc tình yêu tôi đóng vô. Ký giáp lai, đóng giáp lai luôn. Hiền ký trước rồi. Dạ. Bác ký người làm chứng giùm con, cho nó khỏi thoát luôn. Rồi. Thưa quý vị, hợp đồng 3 bên đã ký. Chúng tôi sẽ đóng mộc đỏ tình yêu vô đây. Dạ, làm lưu trữ gì ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn. Rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật thà đúng luôn. Rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Anh Quyền Linh ạ, chào chị Ngọc Lan. Rồi, chào em. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, em tên là Phan Thị Anh Tuyết. Em sinh năm 1986. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Anh Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ, nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Em là Nguyễn Dũng Cường, 40 tuổi ạ. Ngành nghề là văn thư lưu trữ. Mình làm ở đâu anh? Mình làm ở bên trường học. Em chào anh. Mình bình tĩnh nha, không có gì hết. Dũng Cường làm ở đâu? Thành phố nào? Tỉnh nào? Ở xã Chiêm Bố, tỉnh Gia Lai. Ủa anh làm xa quá hả? Xa mà. Anh sống ở đâu? Dạ sống ở trong tỉnh thì Gia Lai. Ở Gia Lai. Dạ, làm lưu trữ gì ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn. Rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua tôi hỏi nhà gái, đừng có qua tấn công nhà trai tôi nữa, mệt của tội nghiệp nhà trai tôi. Chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh. Nhà trai tôi đang hồi hộp quê mình ở đâu? Dạ quê gốc em ở Nghệ An ạ. Vậy là hai người đều ở xa hết trơn ha. Điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc. Mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi, hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Có nhược điểm gì không? Hơi nói chậm như thế này. À, bình thường có nói vậy đó. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại rung cho nên nó tăng cường độ chậm lại. Đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà luôn. Đúng rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi nữa. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Lấy chồng này là khỏi sợ gì hết. Đúng rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn riêng. Còn riêng. Anh còn riêng hả anh? Dạ. Trời ơi. Xác định luôn nha. Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là người ta nó nghe là sợ tiếp xúc con gái hay là sao? Nói về thích thì cũng có đồng cảm với người đó. Họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Ủa là tức là hỏi thật là anh có thích con gái không? Thích chứ. Sống hiền dữ trời. Giọng hung trong xỉu ngang luôn á. Giọng hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp luôn, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu rồi. Đàn trai tôi trong trắng chưa? Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình. và có một bé gái. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi ạ. Em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm ạ. 10 năm rồi? Dạ, kết hôn chỉ được 5 ạ. Vợ con mình 10 năm nay rồi. Dạ. Thí dụ nha, bên kia có gia đình rồi, anh có lo lắng gì không? Họ đã có gia đình, đã có từng trải ra rồi đấy. Mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó, một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Gia Lai anh ở với ai? Ở một mình ạ. Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ, mất hết ạ. Anh chị em có không? Làm ăn xa, hôm nay không có mặt ở đây. Là anh ở nhà đó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ta ở con mình rồi chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Để tìm hiểu sau này chứ trước hết. Bây giờ chưa xác định được dạ. Đúng không? Chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi ly, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ. Và quan tâm chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn về Bình Dương không? Nếu mà hai người đã chín mùi rồi đấy thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn. Về Gia Lai hơn. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với con gái của em ạ. Con tên gì con? Dạ con tên là Thanh Mai. Con thấy chú hiền không con? Dạ hiền nhưng nhát quá. Dạ hiền nhưng nhát quá. Người tốt tính lắm đó con. Không. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không? Về mẹ con thì có vẻ hơi nóng tính và đôi khi cũng háo và vô lý. Đó là vô lý hả? Nhưng sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Bây giờ hai mẹ con ở chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ còn là ông bà nữa. Ông bà ngoại hả? Vâng. Cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được bởi vì còn ông bà. Đúng rồi. Thôi cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn. Mở rào. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ em chào anh. Hôm nay đến gặp anh nha, em có món quà anh tặng anh. Tặng em bài thơ Hẹn Hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình, lập nên hạnh phúc gia đình dồi dào sức sống, chúng mình vượt qua. Rồi em cảm ơn anh ạ. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ thơ này sáng tác. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Rồi ngồi xuống đây anh. Này gì đây? Đi bóp ha. Chị bỏ tiền vô nha. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. Nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. Nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Trong dịp hè là đi được. Đi thoải mái. Bên trường học mà nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Cho em hỏi thêm là sau này á em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có. Em cảm nghĩ mới nãy giờ anh nói ra thì em nghĩ thế nào? Thấy anh á hiền thật thà và cũng có hơi ít nói. Lâu nay là đã tính trầm cảm ít nói như vậy rồi, chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á có thường xuyên hay nhậu không ạ? không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, không chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết. Không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Bây giờ sao giúp ảnh có cái coi coi. Nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á, anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Tại vì công việc của em hiện tại á, là nó ổn định. Mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Mà bây giờ cái khó khăn làm sao mà ảnh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của ảnh, nên giao lưu cái cảm xúc của ảnh đây nè. Bây giờ nè, nói gì chưa nắm tay con gái lần nào đúng không? Bây giờ tiến tới nắm tay con gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ. Đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sao. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy sao? Cảm giác làm sao? Rất là hồi hộp trong người. Bạn gái đối diện sao? Nói chung là rất đẹp. Chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền. Quá hiền đúng không? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? Được. Chăm sóc vợ, giặt quần áo, rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi à. Trai nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi, nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Trời ơi, một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó. Nhát gì cũng khó. Chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn anh chị. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Anh có cái bài thơ đó trước khi chia tay đọc luôn cho hiểu luôn nè. Bài này đọc lên sẽ rất là nhiều người xúc động. Điều ước, ước gì đôi ta bên nhau, chăm lo cuộc sống dài lâu trọn đời. Quanh năm ấm áp nụ cười, tình người sâu đậm không rời tách xa. Như lời khúc hát dân ca, chặng đường gian khổ lòng ta vững bền. Yêu nhau thấm thiết êm đềm, dựng xây tổ ấm ngày đêm giữ gìn. Đi vào nếp sống văn minh, gia đình sung túc, bình minh đón chào. Thân tặng em. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Nó dịu dàng, nó đầm thấm, nó nết na, không có giống một chút xíu nào với lại bà Mai luôn á. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh, xin chào chị MC Ngọc Lan, xin chào bạn nữ ở phía bên kia, chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi, công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc, em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng ạ. Biển vẫn cứ thế trong về nơi xa, kiều hào ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời. Của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào dân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch Và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch Thác Đambri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không? Mai anh về Bảo Lộc với em không? Nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu, giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị, sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hai mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều, liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẳng đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đambri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm. Một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn á. Sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng muốn về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi mình nói luôn về ưu điểm của mình đi nè. Ưu điểm của em là em tự lập ạ. Quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Và thật sự là em tự lập từ em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Thành ra là mọi vấn đề ví dụ như là nấu ăn hay là các vấn đề về đi làm kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Và em cũng có ưu điểm là em giỏi tiếng Nhật ạ. Đương nhiên rồi, ở bên đó 5 năm. Dạ, khuyết điểm của em thì... Dạ, em nói luôn phần khuyết điểm của bản thân mình ạ. Em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là có đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Sau khi nghe bạn nữ chia sẻ hết một loạt các ưu nhược điểm thì em cũng xin được phép chia sẻ những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Ngoài ra thì em cũng rất là thích mang lại niềm vui, tiếng cười cho tất cả mọi người. Đó giống như là một cái cách mà để em giải tỏa những cái căng thẳng mỗi khi mà em làm việc á. Là vì công việc của em là mang tính chất về nghệ thuật, cho nên đôi lúc á, em làm nghệ thuật nhưng mà thật ra là em rất căng thẳng trong chính cái nghề của mình. Tại sao? Dạ, đôi khi là vì áp lực về thời gian, áp lực về cái việc hát phải như thế nào cho chốt. Tại vì em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng khá là chu toàn trong mọi việc. Và cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em làm một chút xíu mới vừa để đó là em lại quên ngay lập tức. Em hát em có quên lời không? Dạ, giờ đôi lúc cũng có ạ. Trời đất. Dạ. Nhưng mà cái đó thì ít thôi ạ, chứ không có nhiều trong số quá trình em hát. Lên trực tiếp mà quên lời là chết luôn á nha. Dạ vâng. Với lại em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính đó của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Tại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Đây, bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Thật sự là có lý do mà bọn em chia tay có thể là cả 2 mối tình chưa đủ yêu để bọn em có thể vượt qua sóng gió, cho nên bọn em đã dừng lại ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ, bên Nhật là 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. Sẵn sàng tới với một câu chuyện mới chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Nhưng mà từ bên Nhật về đây lâu chưa? Em về được hơn 3 tháng rồi ạ. Trời ơi, vậy mới chia tay bển hả? Dạ không, em chia tay hơn nửa năm rồi ạ. Ừ, tưởng nó mới chia tay về đây luôn chứ. Qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá lắm à. Dạ, chị thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi, khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Anh không cần biết lý do gì, nhưng mà mình có nhận ra cái khuyết điểm gì do mình tạo ra trong cái cuộc chia tay đó không? Dạ thì khuyết điểm nó cũng là do một phần là do cả hai tụi em đều là về nghệ thuật hết, tụi em đều là ca sĩ với nhau hết, cho nên là đôi khi cùng một nghề với nhau thì lại có những cái quan điểm nó lại tương nó lại xung khắc với nhau, nó không có phù hợp với lúc đó, cho nên là mỗi người một ý. Thật ra những người trong giới nghệ thuật á, những người cùng làm nghề với nhau á, rất ít họ gọi là sống với nhau trọn đời nha. Thật ra là có những cái liên quan tới cái công việc nghề nghiệp đó, họ tranh cãi nhau trong nghệ thuật. Dạ đúng rồi. Thành ra là ít của người nào chiều người nào, bởi vì khi những người nghệ sĩ nổi tiếng họ đều có cá tính của họ hết, không ai nhường nhịn ai hết. Dạ. Trong tình yêu mà không có sự nhường nhịn, không có sự hy sinh thì dễ đổ vỡ lắm. Dạ. Đấy, chứng tỏ em cũng là người cũng hơi sân si lắm đó. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bởi vì cái người em muốn hiện tại là sẽ có người đồng hành cùng em từ đây cho đến cả con đường về sau nữa. Và người đó sẽ luôn luôn hiểu được vấn đề về công việc của em, cùng san sẻ với em, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt hơn. Rồi em có san sẻ với người ta không? Dạ có, chắc chắn là điều đó là chắc chắn. Kể cả việc nấu ăn, bạn nấu ăn ngon. Anh cũng là người biết nấu ăn. Bởi vì anh cũng đã từng sống, có khoảng thời gian anh sống tự lập, anh tự lo cho bản thân anh được. Cho nên là công việc nhà chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Nói nhậu ở bên kia không nghe. Em ơi, công việc nhà anh với em cùng nhau chia sẻ nha em. Dạ được anh ạ. Người có hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là một cô gái có ngoại hình xinh xắn một chút xíu, có cá tính mạnh mẽ, chịu thương chịu khó và hiểu em là được. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đó. Có em đủ luôn. Có mạnh mẽ hay không thì chị không biết nha, nhưng mà nãy giờ á, mình nghe cô gái nói cái tiếng nói đã ấn tượng rồi. Dạ vâng. Cái cách thể hiện thần thái thôi là thấy ok rồi, cái phong cách thôi thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Dạ. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải định đàn gái, chứ tôi thấy là đàn gái ok rồi, giống mình Nhật quá đâu. Mắt là đựng mắt cấp cứ để y nguyên, nó giống người Nhật lắm. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Thật ra là khi mà nghe tiếng nhà gái đó, nhà trai chịu từ đầu luôn. Nghe nó dịu dàng, nó đầm thấm, nó nết na. Nhà gái không phải nghệ sĩ nên nhà trai cố gắng nhường nhịn chút xíu nha. Muốn người chồng tương lai của mình là sao nè? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có? Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai, nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Cái đó được đó. Dạ. Thật ra là thấy cái cặp này cũng ăn nói nó hoạt bát, năng động, ấn tượng. Nghe nó nghệ sĩ lắm. Rất nghệ sĩ, người này không phải nghệ sĩ nhưng cũng rất nghệ sĩ ha. Cô gái Đambri. Giờ hỏi cô gái Đambri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em. Chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay, cũng như là chào tất cả các bạn khán thính giả xem qua truyền hình. Nãy giờ chị chưa có nghe là em đến từ đâu á? Dạ em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em là ở tại đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, cũng rất là hách, rất là hay. Đây là bé út của nhà chị. Nhà chị là 4 chị em gái. Và đây là bé út. Thì gia đình của chị thì không có nam. Cho nên là gia đình rất là mong muốn rằng là sẽ có một bạn nam đó sẽ đến Bảo Lộc ở. Em thì ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, đúng. Vừa nãy thì Như có giới thiệu với em là Bảo Lộc là một cái thành phố rất là yên bình, rất là đẹp. Dạ. Em đã bao giờ đến Bảo Lộc chưa? Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có cơ hội đi Bảo Lộc. Vậy thì cái chương trình ngày hôm nay thì mời em về với Bảo Lộc. Nãy thì Như đã nói về quang cảnh của Bảo Lộc rất là đẹp rồi đúng không? Về bé Như á, bé Như thì chị sẽ cho em thêm một ít dữ liệu về cái bé Như này. Bé Như thì trong nhà, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Không ai nghĩ là một cái bạn mà nhìn bạn thấy khá là nữ tính và là con út của một gia đình, lúc nào cũng ai cũng bảo bọc bạn này hết. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Em cảm ơn chị ấy nói. Bây giờ tôi mới ngược lời nhà trai, Bảo Trọng nha em. Bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp ca sĩ luôn hả? Dạ không, đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. Rồi, chào em trai. Chào nhà trai ạ. Em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Em là một thành viên trong ban nhạc chơi chung với lại anh Bảo ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe hai bên nhà gái đã chia sẻ, thì bỗng nhiên em thấy cái quãng thời gian trước đây của mình có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ, Bảo Lộc mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Việc ghép đôi giữa hai bạn, giữa anh Bảo và bạn nữ bên này, có thể hiểu được cái công việc đặc thù của anh Bảo. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về các cái đối tượng gặp gỡ, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. Cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Bây giờ thì thôi, để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở rào. Chào em. Ngày hôm nay á, anh không biết nói như thế nào. Thì với anh là như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó bằng việc anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Và anh tin rằng cái hoa tai này sẽ biến cho cái đóa hoa đứng trước mặt anh nó càng lung linh hơn, sắc màu hơn. Anh xin phép đeo lên. Dạ. Đây chị cầm đó, chị cầm có hộp đó. Anh hơi run quá. Tôi đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy ta. Em run quá em. Trời ơi, ổng run. Em run quá. Rồi đeo đi. Anh xin phép nha. Em thông cảm nha, anh run quá. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Có đau không? Có đau không? Ê, không sao ấy. Có người không biết đeo á, cầm chọt. Không phải em hơi run mà. Ra cái lỗ khác. Có cái lỗ sẵn mà chọt không vô nữa. Trời ơi. Cái tay nó rung. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn. Mà xin được gửi anh Quyền Linh bộ trang sức để dành khi mặc vest, gồm có nơ, cà vạt, khăn tay, khăn túi và quy mai xét. Em hy vọng đây là một món quà nhỏ mà gây giúp cho anh lúc nào cũng rạng rỡ khi lên hình ạ. Vâng. Hỏi ai mà tới đây cũng tặng này đỡ biết mấy. Cảm ơn em nha. Dạ em có món quà rất là giá trị với anh. Anh đi đám cưới anh cũng đeo. Dạ. Đám dỗ anh cũng đeo. Đôi khi đi đám khác anh cũng đeo. Dạ. Yên tâm. Dạ vâng ạ. Anh sẽ nhớ về em. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn Linh. Em cũng hy vọng là đây chiếc ly này nó sẽ mang đến cho chị vô trong bộ sưu tập của chị. Em hy vọng là chị sẽ thích nó và sẽ nhớ lên kỷ niệm ngày chị mai mối cho tụi em. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy mà gái không mê nó sao được trời. Màu này mình chưa có nha quý vị. Cảm ơn em rất nhiều, rất là tâm lý luôn. Ok. Hôm nay em mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Mình sẽ... Hai đứa nó chu đáo quá trời đất. Ừ, thật sự luôn á. Dạ. Rồi em tặng chút. Dạ, em gửi tặng anh thác Đambri. Đây là biểu tượng của quê hương em. Dạ. Thì dòng thác này gắn liền với một truyền thuyết, đó là chàng Kadam và nàng Herberi với một câu chuyện tình chung thủy. Và em tặng món quà này gửi tặng anh và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Ừ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy, đó là trong trái tim anh. Ừ, em mong rằng anh với gia đình anh có thể đến quê hương em bằng những tấm vé này. Đó là vé trọn gói vào khu du lịch Thác Đambri ạ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Thì nãy giờ thì anh với em cũng đã chia sẻ với nhau rồi. Thì không biết là em nghĩ như thế nào về anh? Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Rất là lãng mạn nữa. Và chu đáo. Em thấy là việc tặng quà của anh và suy nghĩ đến mọi người xung quanh rất là chu đáo. Dạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Cái ấn tượng đầu tiên của anh về em là chắc là đúng đây là cái gu của anh rồi. Nhìn em cái là tay chân anh rụng rời hết, anh không đeo bông cho em được là em đã biết rồi. Thì anh nghĩ là chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh hy vọng là như vậy. Thật sự là nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em. Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á, cho nên là nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Không sao, anh nghĩ là chuyện gì mình cứ để cho nó tự nhiên là tốt nhất. Cho nên là cứ để mọi thứ tự nhiên. Có ai hỏi nhau gì không? Mới vô nói sao xui quá vậy? Nói cái bên đây trùng lòng luôn á. Cô gái này làm tôi hồi hộp rồi quá. Sao? Bây giờ nè, em cổ nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi làm sao? Anh nghĩ là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Hai bên còn nói gì nữa không? Không ạ. Không hả? Em gái còn nói gì nữa không? Không. Dạ em cũng không biết nói gì hơn nữa. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, ca quà nó lâu quá, nói ít quá vậy. Hai đứa bàn về khoảng cách đó, nó xa như vậy rồi hai đứa tính tới chuyện hẹn hò như thế nào. Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Anh nghĩ chắc là sẽ có một số vấn đề như chị Lan nói là về khoảng cách. Thì đối với em thì bây giờ thời đại này nó rất là dễ dàng về cái việc mà bút xe đi ra đi vào rồi. Thì cái việc khoảng cách nó không còn là vấn đề nữa. Em nghĩ là chỉ có thời gian tìm hiểu nhau mới là vấn đề chính, chứ không còn là khoảng cách nữa. Cái mong muốn của em là gì? Mong muốn của em thì thật sự là em cũng như chị gái ban đầu của em, là muốn một bạn ở gần nhà em một xíu, tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa, chứ không phải là còn là bản thân cá nhân của mình. Thì là với công việc của anh, cái việc mà chia sẻ cái công việc với anh và thông cảm với công việc của anh là cái điều rất là quan trọng. Thì bản thân em nghĩ là em không biết em có làm được cái điều đó hay không. Thì trước giờ nếu mà bất cứ cái công việc gì mà em nghĩ là em làm được thì em sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất. Còn nếu mà em không hoàn thành được thì em sẽ không chọn nó. Người ta dọn nhà lên ở luôn rồi cũng được không? Về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Thì vấn đề rất là dễ. Bởi vì anh là một người rất là thoải mái trong cái việc mà mình sẽ quyết định ở nơi nào. Thì gia đình anh cũng rất là tôn trọng anh về quyết định đó, cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sẽ Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Đem bờ lao tiếng hát của Bảo. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Bỏ Ben. Thôi giờ nói về rồi thôi mình quyết định thôi. Nào. Chuyện tình đêm bờ lao. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ. Bên tay trái đó Bảo. Sáng 30 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, giống như em gái nói nãy, thì chúng tôi cũng khuyên không nên bấm, không nên dối lòng mình. Tất cả nút bấm đó nó rất là quan trọng các bạn nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó tự nhiên tất cả đều trùng lại. Chứ tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Em nghĩ một phần là do duyên số và cái việc em với bạn chưa đủ thời gian để tìm hiểu nhau, và giữa tụi em vẫn còn nhiều điểm chưa tương thích với nhau lắm. Em nghĩ sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Cố lên em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là người Bảo Lộc. Dạ. Em gái, có lẽ rằng em chưa rung động. Dạ. Tại vì á, đối với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cái rung động hết sức là quan trọng. Mỗi lần chúng ta cảm nhận một người nào đó, chúng ta rung động là chúng ta biết ngay liền. Thật ra câu chuyện từ đầu đến giờ nó rất là đẹp, nhưng đột ngột nó dừng lại rất là bất ngờ luôn. Và khi em gái nói điều đó, chúng tôi cũng không cần phải hỏi điều gì nữa cả. Nó quá rõ ràng rồi, đúng không? Một quyết định nhanh gọn lẹ em gái hả? Người quyết đoán mà. Thôi được rồi, duyên nợ nó không có ở đây. Nhiều khi đúng người mà nó chưa đúng cái thời điểm.